Ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau đến với một chiếc laptop mới nhất đến từ Asus vừa mới được ra mắt luôn, nóng hôi hổi. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một sản phẩm tiếp theo cũng vừa mới được ra mắt vào ngày hôm qua và cũng vẫn còn nóng hôi hổi luôn. Xin chào các bạn đã đến và quay trở lại với TNC Channel. Và đây là video đập hộp cũng như đánh giá nhanh chiếc laptop Asus ZenBook 14X OLED phiên bản Space Edition cực kỳ đặc biệt. Chiếc laptop Asus ZenBook 14X OLED phiên bản Space Edition ngày hôm nay chúng ta sẽ có tên mã là OX5401ZA. Vậy thì phiên bản này có gì đặc biệt? Chúng ta hãy đến từ cái vỏ hộp nhé. Một chiếc hộp, nếu như mà anh em nhìn qua video thì chắc là chỉ thấy một cái hộp đen thôi. Có thêm một cái hình thù gì đó rất là kỳ cục ở đây. Hình thù này trông nó giống như kiểu là cái trục không gian anh em. Trục X, trục Y và trục Z. Anh em nào học toán hình thì chắc là anh em biết cái này đúng không? Và cái hình này nó không chỉ là cái trục X, Y, Z đâu. Nó còn là hình ảnh cách điệu của một cái trạm không gian trên vũ trụ. Vâng, Space Edition mà, nhưng mà câu chuyện nó còn sâu xa hơn thế rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ đến với những chi tiết bên trong chiếc hộp này nhá. Thật ra trên hộp này còn có nhiều thứ lắm, nhưng mà nó được in chìm màu đen ấy, cho nên là thôi chúng ta bỏ qua. Bên trong hộp thì sẽ là cái thứ này. Đó. Space Edition in bóng đen trên nền đen, rất đẹp, rất bí ẩn, giống như kiểu một bầu trời đêm xong lấp lánh cái gì đó ở trên trời ấy. Và nổi bật nhất ở chính giữa bên trong hộp là cái hộp nhỏ hơn, và đây chính là hộp để đựng chiếc laptop của chúng ta. Và anh em thấy gì không? Giống như kiểu là cái không gian đen tuyền của vũ trụ xong có một cái con tàu vũ trụ nó nổi bật lên ấy. Rất ấn tượng. Đây. Chiếc laptop chúng ta được đặt trong một chiếc hộp như thế này. Trông rất ra gì này nọ nhá. Và không chỉ có hộp đựng laptop đâu, mà cả hộp sạc cũng ra gì và này nọ không kém. Rồi, cái hộp này thì nó chỉ có vậy thôi, hết rồi. Chúng ta sẽ đến với những cái hộp nhỏ hơn. Ở bên trong cái hộp nhỏ hơn này thì chúng ta sẽ đến với cái hộp nhỏ hơn trước nhá. Đây, đây là chiếc hộp để sạc. Thật ra là sạc thì mình lấy ra rồi, mình chỉ mở ra tượng trưng cho anh em thôi. Nhưng cái hộp này nhá, anh em nè. À, mở ra và sạc sẽ được đặt ở khu vực này. Ngoài ra bên trong sẽ còn có một số cái phụ kiện khác, ví dụ như là dây nguồn sạc này chẳng hạn. Và cái hộp này tại sao nó lại có thể mở ra như thế này ấy? Để nó tạo ra một cái mặt chéo như này. Lát nữa chúng ta sẽ biết nó để làm gì. Rồi, đến với chiếc laptop của chúng ta. Đây, Space Edition. Với hình không gian mà mình mô tả ra mình không biết mô tả nào, bởi vì kiến thức vũ trụ của mình còn quá ít. Đây, bên trong của chúng ta. Khi mà mở chiếc hộp này ra, anh em sẽ thấy chiếc laptop của chúng ta được từ từ nâng lên. À, nâng lên, à, anh em thấy không? Và đây chính là chiếc laptop nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Tạm thời đặt sang một bên đã nhá. Bên dưới hộp thì chúng ta sẽ còn có một cái gói nhỏ nữa. Và cái gói này nó cũng sẽ là cái màu hơi ghi ghi bạc bạc một chút. Trông rất giống là những cái túi đựng dụng cụ hay là những cái đồ gì đó ở trên các cái trạm vũ trụ, trên tàu vũ trụ ấy. Và bên trong này thì dĩ nhiên rồi, chúng ta sẽ có giấy tờ, các thể loại giấy tờ, bao gồm một miếng sticker rất ấn tượng Space Edition, cùng với cả một con số mà được lặp đi lặp lại rất nhiều, đấy là XXV, tức là 25, số La Mã là XXV. Ngoài ra thì có hình trạm vũ trụ này, hình bla 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 bla, rất nhiều thứ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng khám phá những cái bí ẩn đó nhé. Đây sẽ là một cái phong thư mà trên đó có những cái con số, ví dụ 1986, 2001, rồi thì Cospe ID 1986017A, Satcarno 16609, vân vân. Rất thú vị. Ngoài ra thì những tờ giấy còn lại chỉ là bảo hành và giấy hướng dẫn sử dụng các thứ thôi, chúng ta không cần phải quan tâm nữa. Quay trở lại với sản phẩm chính của chúng ta, chiếc laptop Asus ZenBook 14X OLED. Nếu như mà anh em thắc mắc cái hộp này để làm gì thì đây, đây chính là tác dụng của nó. Anh em có thể để laptop lên như thế này. Ví dụ như là chúng ta đặt ở nhà muốn trưng bày laptop lên một chút chẳng hạn, để cho người ta nhìn thấy rằng tôi dùng Space Edition. Đó, chúng ta có một cái đế để laptop rất tiện lợi, rất đẹp đúng không? Không chỉ để trưng bày, anh em có thể sử dụng nó luôn với một cái độ dốc hơi nhiều một chút, nhưng mà nếu anh em đứng làm việc thì nó lại khá thoải mái, như mình đang đứng ở trên một cái bàn khá cao thì dùng với cái đế này cũng hay. Và ngoài ra nếu như mà anh em sử dụng nó với cả màn hình rời chẳng hạn thì chúng ta có thể đặt lên đế như thế này, và bên cạnh sẽ là cái màn hình, thì cái setup của chúng ta sẽ tương đối là đẹp và gọn gàng. Đó là cái tác dụng rất hay ho để giảm rác thải đến từ Asus. Rất đơn giản, chỉ là biến một cái hộp nó có nhiều công năng hơn thôi là đã giúp chúng ta có thể giảm được rác thải rồi. Để nó qua một bên, chúng ta sẽ đến với nhân vật chính này. Asus ZenBook 14X OLED sẽ có gì đặc biệt? Đầu tiên, Space Edition, phiên bản không gian. Vâng, phiên bản không gian có nghĩa là sao?
Cách đây 25 năm vào năm 1998 thì có một chiếc laptop của Asus đã được các nhà du hành vũ trụ của Nga tin tưởng đưa lên trạm không gian của họ, trạm không gian MIR, Mir đó. Thì chiếc laptop đó là chiếc P6300 và nó đã ở trên không gian, đã ở ngoài vũ trụ, trên trạm vũ trụ hơn 600 ngày và đã thể hiện được cái sự bền bỉ cũng như là sự đáng tin cậy của nó trong cái việc là thám hiểm vũ trụ và làm các cái công việc của các nhà du hành vũ trụ được thuận tiện và tin cậy hơn. Vậy thì để kỷ niệm 25 năm cái sự kiện đó thì Asus đã cho ra mắt phiên bản Asus ZenBook 14X OLED với rất nhiều chi tiết thú vị. Đầu tiên chúng ta hãy đến với thiết kế bên ngoài nhé. Cái thứ màu sắc mà anh em nhìn ở đây nó không đơn giản là màu xám hay là màu bạc, nó là màu 0G, 0G ấy, màu gọi là không trọng lượng, 0G Titan. Thì cái màu Titan đây là cái màu mà được rất nhiều những cái nhà du hành vũ trụ sử dụng, các nhà khoa học tại NASA rồi thì các nhà khoa học của Nga sử dụng cho tàu vũ trụ của họ. Bởi vì sao? Bởi vì chất liệu Titan khi mà được tôi luyện để cho nó có được một cái độ bền có thể đạt được chuẩn vũ trụ để cho tàu vũ trụ ở ngoài không gian ấy, thì nó sẽ hầu như nó sẽ ra cái màu hơi bạc bạc nhờ nhờ như này, chứ nó sẽ không phải là bạc sáng lên, bóng lên hay là màu ánh kim, mà nó sẽ hơi bạc xỉn một chút. Nhưng mà đây nó mới là màu của không gian, của tàu vũ trụ đó. Ngoài cái màu sắc đặc biệt ra thì chất liệu của chiếc laptop này hơi tiếc một chút, nó không phải là chất liệu Titan. Nếu mà là vỏ Titan thì wow, cũng nhiều tiền đấy. Nhưng đây cũng là hợp kim nhôm 3G và nó cũng được sử dụng cái tiêu chuẩn rất là cao, thường được sử dụng trên máy bay này, trên những cái thiết bị hàng không các kiểu. Thì ngoài cái độ bền ra thì nó còn phải đảm bảo được cái độ nhẹ nữa. Và công nhận là chiếc laptop này khi mà cầm trên tay nó mang lại cho mình một cảm giác vô cùng chắc chắn, rất là legit luôn. Về thiết kế thì mặt A anh em sẽ thấy chúng ta sẽ không có một cái mặt phẳng hoàn toàn giống như là những mẫu Asus ZenBook nữa, mà nó sẽ thì nó cũng phẳng đấy, nhưng mà khu vực bên này đấy, chúng ta lại có một cái màn hình nhỏ nhỏ. Đây là một chiếc màn hình OLED và cái màn hình này ấy, nó có tên là ZenVision. Nó là một chiếc màn hình OLED đơn sắc có kích thước là 3,5 inch giúp hiển thị những cái thông tin rất là thú vị. Ngoài cái việc là hiển thị thông báo này, hiển thị cái sự cá nhân hóa của chúng ta thì dĩ nhiên rồi, có một cái màn hình thì bắt buộc phải cá nhân hóa được chứ. Nhưng nó lại còn thể hiện những cái hình ảnh, những cái hoạt họa nó mang tính rất là matching với cả chiếc laptop này. Đó là những cái theme về vũ trụ này, những hình hình thù mà có lẽ là anh em nên tự khám phá bởi vì nó rất hay ho. Và ngoài việc là để thể hiện thông tin ra thì như mình đã nói, chiếc màn hình nho nhỏ này thôi cũng giúp thể hiện cá tính của người sử dụng một cách rất triệt để luôn. Bởi vì ok, bạn đã sử dụng một chiếc laptop gọi là phiên bản limit rồi, một cái phiên bản rất đặc biệt đó, Space Edition rồi, mà lại còn có cái này nữa. Và đặc biệt nếu như bạn không chỉ là một người sử dụng bình thường, bạn có một cái title gì đó, một cái chức danh gì đó, bạn cũng có thể để ở đây. Sau đó khi mà đi giao tiếp với cả khách hàng hay là đối tác chẳng hạn, trông rất là uy tín luôn. Ví dụ như là bạn có thể để ở đây là chủ tịch chẳng hạn, chủ tịch hội đồng quản trị Sơn Dâu, xong nó chạy trên laptop, không cần phải để cái trên bàn luôn, để trên bàn là quê rồi, bây giờ chúng ta phải ở đây này. Thì đó cũng là một cái tính năng khá thú vị mà mình nghĩ là nó cũng nhiều phần thiết thực đấy. Như mình đây, mình vừa đổi nó sang một cái hình khác đó, các bạn có thể nhìn thấy rất tiện lợi. Cách đổi thì ngay ở trong chiếc laptop này thôi, chúng ta sẽ có một cái ứng dụng mà Asus họ đã cài sẵn rồi, đó là ứng dụng My Asus đó, đã được cài sẵn trên tất cả các phiên bản Asus ZenBook. Và với phiên bản Space Edition thì nó sẽ có thêm tính năng là tùy chỉnh cái màn hình ZenVision của chúng ta đằng sau. Tiếp theo đến với mặt B thì anh em sẽ có một chiếc màn hình kích thước là 14 inch, tỷ lệ là 16:10. Độ phân giải của nó thì là 2.8K 2560x1800. Đây là một độ phân giải cho cái tỷ lệ 16:10, cho nên là cái chiều dọc của cái màn hình chúng ta thấy nó sẽ dài hơn là 1440 một chút. Bên cạnh đó thì cái màn hình này, dĩ nhiên rồi, ngay từ cái tên Asus ZenBook 14X OLED, nó là màn hình OLED. Một chiếc màn hình OLED với độ phân giải cao, độ sáng 550 nit, độ phủ màu lên tới 100% giải màu DCI-P3. Chỉ nhiêu đó thông tin thôi đã là quá đủ để chúng ta cảm thấy thoải mái trước màn hình này rồi. Thêm một số thông tin khác, ví dụ như là độ tương phản của nó có thể lên tới là 1 triệu chia 1, gấp khoảng đâu đấy khoảng 1000 lần so với tấm nền IPS LCD bình thường. Còn vì sao mà cái độ tương phản nó lại tuyệt vời đến như vậy thì có lẽ mình sẽ làm một cái video khác đi, để nói riêng về cái màn hình OLED thôi. Rồi quay trở lại chiếc màn hình này thì nó sẽ có tần số quét là 90Hz cùng tốc độ phản hồi là 0.2 mili giây.
Lại một cái điểm mà gọi là vượt trội nữa, khi mà rất nhiều những cái tấm nền màn hình IPS chỉ 1 ms, 0.5 ms thì màn hình OLED có thể dễ dàng đạt được cái tốc độ phản hồi là 0.2 ms với Asus ZenBook 14X OLED. Và có một điểm đặc biệt nhá, có một điểm đặc biệt ở ngay trên cái webcam này này, mà ở trên cái laptop ngày hôm qua chúng ta cùng đánh giá cũng có, nhưng mà mình quên mất không nói, như hôm nay mình sẽ nói bù cho anh em. Đó chính là cái webcam này. Cái webcam này có gì đặc biệt? Ok, bình thường thì những cái webcam chúng ta thường lo ngại vấn đề riêng tư khi mà nó có thể bị kích hoạt bởi những cái phần mềm mà chúng ta sử dụng, hoặc thậm chí là những trang web. Đó, thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là các nhà sản xuất sẽ trang bị thêm một cái nút gạt vật lý ở đây, một cái nút gạt vật lý để che cái webcam này một cách toàn diện. Hoặc hai là chúng ta chỉ có thể tắt nó đi bằng cái nút ở trên bàn phím này thôi. Nhưng mà cái việc tắt đi bằng cái nút bấm đó thì cũng chỉ là tắt bằng phần mềm thôi. Và đôi khi là cái webcam đó nó có hoạt động hay không thì chúng ta không biết được, bởi vì nó chỉ gọi là tắt bằng phần mềm thôi. Nhưng Asus đã làm ra một cái rất hay, đấy là khi mà anh em ấn vào cái nút tắt cam ở đây thì thay vì tắt phần mềm, nó sẽ kết hợp cả hai, vừa tắt bằng phần mềm và vừa có một cái màn chập nho nhỏ màu da cam gạt sang để che cái webcam chúng ta. Một cái chi tiết rất nhỏ thôi nhưng mà mình cảm thấy nó cực kỳ gọi là high tech luôn, một cái công nghệ rất là cao luôn. Bởi tại vì nó rất nhỏ, khi mà mình bấm cái nút cam ấy thì anh em sẽ nghe tiếng tạch tạch rất nhỏ do cái màn chập đấy nó kêu. Đây mình sẽ cố gắng để cho anh em có thể nghe được. Đó, anh em nghe thấy không? Tiếng sạch sạch, cái màn chập nó đóng cam. Ủa, nó bị ấn tượng ấy. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà hơi trừ một chút của chiếc laptop này so với chiếc laptop hôm qua chúng ta cùng nhau review, đó chính là ở phần mặt C này, cái bàn phím của nó, cái nút nguồn nó lại nằm bên ngoài rồi. Giá kể nó đổi chỗ cho nút delete giống cái laptop hôm qua thì phải nói là mình yêu cực kỳ luôn. Nhưng mà không sao, cái bàn phím này vẫn khiến cho mình có cảm giác rất thoải mái. Hôm qua thì mình cũng đã nói sơ qua về bàn phím trên Asus ZenBook 14 rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ nói chi tiết hơn một chút về các cái thông số mà anh em quan tâm. Nó vẫn là cái bàn phím giống như bàn phím chiếc laptop hôm qua chúng ta đã cùng nhau review mà thôi. Tuy nhiên thì về thông số chi tiết ý, thì chiếc bàn phím này sẽ có khoảng cách giữa phần tâm của hai phím bấm là 19.05 mm, tức là khoảng gần 2 cm, gần 2 cm khoảng cách giữa các phím bấm này. Và cái khoảng cách đó là khoảng cách gọi là full size đấy anh em. Chính vì thế cho nên là mặc dù có kích thước chỉ 14 inch nhưng cái bàn phím của ZenBook 14 OLED Space Edition vẫn khiến cho mình có một cái cảm giác gõ cực kỳ thoải mái khi mà ngón tay mình được đặt ở cái khoảng cách tự nhiên nhất. Anh em cứ thử thả lỏng ngón tay anh em ra xem, thì anh em thấy cái đầu ngón tay, hai đầu ngón tay này nó cách nhau khoảng bao nhiêu. Nó càng rộng, bàn phím có khoảng cách càng rộng thì nó sẽ càng vừa với cả những cái khoảng cách tự nhiên của ngón tay của anh em nhất. Và lúc đó khi mà chúng ta gõ, chúng ta sẽ có cảm giác thoải mái nhất. Và với một cái khoảng cách phím rộng như thế này thì ZenBook đã thuyết phục được mình về cảm giác gõ. Ngoài ra ấy, thì như mình đã nói hôm qua là tất cả các phím bấm trông thì có vẻ phẳng, nhưng thực tế là nó sẽ hơi võng xuống một chút. Nó võng xuống một khoảng là 0.2 mm. Và cái sự võng này sẽ mang lại cái cảm giác ở đầu ngón tay của anh em rất là phê, bởi vì đặt vào cái gì đấy hơi cong cong mềm mềm, cảm giác nó ôm trọn đầu ngón tay ấy. Thích ạ. Và cái khoảng cách, cái hành trình phím thì là 1.4 mm. Một hành trình phím vừa đủ để chúng ta có thể có được cái cảm giác gõ tuyệt vời với độ này tốt. Vâng, đó là về bàn phím. Nhưng cái bàn phím này không chỉ có thế đâu. Anh em thấy cái sự đặc biệt gì ở đây nữa không? Đó chính là cái phím Space và phím nguồn. Thì thay vì là sử dụng cùng màu với cả các phím bấm còn lại thì nó được đổi sang một cái màu gọi là màu, mình không biết gọi là màu gì, nó hơi kiểu rose gold nhưng mà nó thiên hồng một chút ấy, hồng cam ấy. Cái này chắc là chị em phụ nữ biết này, các chị em chuyên gia về màu thử cho mình biết đây là màu gì, hoặc là ông nào mà có người yêu hay gì đấy hỏi hộ tôi cái màu này màu gì nhá, xong comment ở bên dưới chứ cái màu này tôi chịu được. Rồi, cái nút nguồn thì dĩ nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ có cảm biến vân tay ở đấy để chúng ta có thể sử dụng với Windows Hello để đăng nhập nhanh vào Windows 11 Pro được cài đặt sẵn trong máy này nhá. Rồi, đến với cả cái phần trackpad thì cũng không có gì nhiều để nói cả. Phần trackpad này thì ngoài việc nó rộng vãi chưởng ra thì nó cũng sẽ được tích hợp thêm cái screenpad ở đây. Với cái screenpad này thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím số để anh em có thể nhập liệu số liệu một cách thuận tiện hơn, mà trong khi đó chúng ta vẫn có thể sử dụng trackpad như bình thường. Cái điểm này thì đã là một cái điểm mà đặc trưng của tất cả những cái dòng laptop sáng tạo nội dung hay là laptop business đến từ Asus trong những năm trở lại đây rồi, và nó là một cái điểm cộng rất lớn luôn, tăng được cái trải nghiệm sử dụng trong khi là thiết kế máy không bị phụ thuộc quá nhiều vào cái phần bàn phím số rời ra. Nhưng mà thế đã hết chưa? Thật ra là chưa đâu. Ở đây thì nhà sản xuất đã hơi, mình cái này mình phải trách Intel, trách cả Asus nữa, hơi vô duyên.
cái phần họa tiết ở hai bên cái chiếc bát nó đẹp như thế này mà lại dán bao nhiêu là cái content ở đây che mất. Rồi 2 năm bảo hành quốc tế. Cái 2 năm bảo hành quốc tế in lên vỏ hộp là được rồi, dán content vào đây. Hotline 18006588 bảo hành quốc tế 2 năm. Bóc ra. Anh em mua về có thể bóc ra, miễn là anh em biết là chúng ta được bảo hành quốc tế 2 năm là được. Thì ở bên dưới này, chúng ta sẽ có những cái họa tiết mà nó có ý nghĩa cả đấy. Anh em biết mã MOS không? Cái mật mã, một cái loại mã mà rất là cơ bản mà được sử dụng nhiều trong quân đội hay là những cái ngành khoa học khác, khoa học vũ trụ chẳng hạn. Thì những cái đường chấm chấm, những cái họa tiết gạch chéo chấm chấm ở đây, nó là mã MOS. Và mã MOS dịch ra là gì? Thì có hai cách để anh em biết. Anh em hãy tự khám phá hoặc là lên web, lên trang chủ của ASUS nhé. Vâng, những cái mã MOS đó sẽ có những cái nội dung khá là thú vị. Và cái những cái đường chấm chấm ở bên ngoài trên mặt A này cũng là mã MOS luôn. Rồi, nói quá nhiều về mặt A, mặt B, mặt C rồi, chúng ta đi nhanh qua mặt D, mặt E, mặt F, mặt G, mặt H nào. Mặt D cũng như vậy, không khác gì với chiếc ASUS ZenBook 14 OLED ngày hôm qua chúng ta review cả. Cũng là một cái mặt và kim loại nhôm magie với khe hút gió tản nhiệt. Bên trong này sẽ là một cái hệ thống tản nhiệt được ASUS đặt tên là IceCool. IceCool lạnh như băng. Và bên cạnh đó là chúng ta sẽ có hệ thống tản nhiệt gồm hai ống dẫn nhiệt, hai ống đồng dẫn nhiệt. Khe thoát gió tản nhiệt thì là sẽ đặt đều hai bên này và nó sẽ không có cái khe hướng thẳng ra ngoài mà nó sẽ hơi chếch chếch xuống. Các bạn nhìn thấy phần này nó sẽ hơi vắt chéo này. Và cái khe thoát gió này nó sẽ hơi chếch xuống, thổi xuống mặt bàn, sẽ tránh cái việc là thổi thẳng vào tay chúng ta mà nó sẽ thổi vào bàn. Thật ra thì nó cũng vẫn vào tay thôi nhưng mà nó đỡ thổi thẳng vào tay. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có gì? Sẽ có một cổng HDMI 2.0, hai cổng USB Type-C và khe thoát gió tản nhiệt. Hai cổng USB Type-C này sẽ là chuẩn Thunderbolt 4. Và chúng ta có thể sử dụng hai cổng USB Type-C Thunderbolt đó để sạc cho máy với một cục adapter sạc chuẩn Power Delivery công suất lên tới là 100W. 100W sạc qua cổng Type-C. Mà là hai cổng Type-C luôn, thích sạc cổng nào cũng được. Cạnh phải của máy nào? Không có gì nhiều cả. Chúng ta sẽ có một cổng USB 3.2 Gen 2 băng thông là 10Gbps cùng với cả một cổng 3.5mm cho mic và tai nghe tích hợp nữa. Như vậy là hết rồi. Bản lề của máy thì hơi buồn một chút khi mà chúng ta sẽ không có khả năng gập mở lên tới là 180 độ. Đến đây là hết rồi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn sẽ có một cái tính năng, đấy là Ergolift. Khi mà nhấc bản lề này lên, chiếc laptop chúng ta sẽ được nâng lên, nâng khoảng sáng gầm máy cũng như là giúp tăng cái airflow đi vào bên trong, làm mát cho hiệu năng bên trong. Vậy thì tăng khả năng làm mát cho cái gì? Cho con CPU Intel Core i7-12700H được gắn bên trong này. Ngoài ra chúng ta sẽ có 16GB RAM được tích hợp sẵn bên trong với chuẩn là DDR5 cùng với bus là 4800. Về đồ họa thì dĩ nhiên rồi, đây sẽ không phải là một chiếc laptop thiên về gaming, cho nên chúng ta sẽ không có card đồ họa rời, thay vào đó sẽ là đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics. Và với cái đồ họa này thì mặc dù nó không phải là card đồ họa rời, nhưng với những cái tác vụ làm việc cơ bản hay thậm chí là việc nâng cao một chút, chuyên sâu một chút về chỉnh sửa hình ảnh hay là thậm chí là dựng video đơn giản thì chiếc laptop này vẫn hoàn toàn dư sức để có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu đó. Và đặc biệt là nếu như các bạn là những người làm công việc là marketing, thiên về content marketing hay thậm chí là content creator thì nó vẫn quá là đáng tin cậy để chúng ta có thể làm việc được luôn. Và về ổ cứng gắn bên trong này thì chúng ta sẽ có sẵn một ổ SSD NVMe chuẩn PCIe Gen 4 với dung lượng là 1TB và nhà sản xuất cũng đã đảm bảo chúng ta rằng cái tốc độ đọc ghi của nó có thể lên tới là 6500MB một giây. Quá là nhanh luôn. Và với tốc độ đó thì làm việc gì cũng được, hay thậm chí là chơi game cũng được luôn. Nhưng mà hơi tiếc một chút, đây là một cái laptop không phải để gaming anh em ạ. Và anh em có biết cái điểm gì khác biệt ở cái mẫu là ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition này so với cái laptop mà hôm qua chúng ta cùng nhau review không? Đấy chính là cái laptop hôm qua ấy chỉ đạt chuẩn độ bền quân đội MIL STD810H thôi. Còn cái laptop này, ngày hôm nay nó sẽ đạt một cái chuẩn mà tên đầy đủ là US Space System Command Standard SMC S016A. Nó là chuẩn vũ trụ anh em ạ. Chuẩn vũ trụ. Vậy thì cái chuẩn vũ trụ này về cơ bản ý, thì nó vẫn có nhiều nét tương đồng với cái chuẩn quân đội MIL STD. Khi mà chuẩn quân đội thì nó sẽ thiên về cái việc là va đập này, chống chịu va đập, rơi, rồi thì rung lắc, rồi thì các thể loại, rồi độ ẩm, rồi các thứ. Thì cái space, cái chuẩn gọi là vũ trụ này này, nó sẽ thiên về cái mức chống chịu về cái môi trường xung quanh. Ví dụ như là cực lạnh hoặc là cực nóng. Và chiếc laptop này đã có thể hoạt động một cách trơn tru
mượt mà trong môi trường âm 24 độ C cho đến dương 61 độ C. 61 độ, môi trường xung quanh nha, mà nó đang hoạt động nha. Tức là với môi trường xung quanh mà 61 độ C là đủ làm chín thịt rồi. Thì laptop này bản thân nó cũng sinh ra nhiệt nữa anh em ạ, mà nó vẫn hoạt động được trong cái môi trường đấy. Thì anh em tưởng tượng là con chip rồi thì các cái linh kiện bên trong nó phải bền bỉ tới cỡ nào, đúng không? Nói chung là về độ bền ấy thì mình nghĩ là chắc cũng chả cần đến 2 năm bảo hành quốc tế đâu. Chắc không hỏng được đâu. Không hỏng đâu. Hỏng thế nào được. Vâng, và đó là Asus ZenBook OLED 14X Space Edition. Thật ra là chiếc laptop này còn rất nhiều điều ấn tượng nữa để mình muốn chia sẻ với anh em. Tuy nhiên thì... Ui, cái bản lề này cứng phết nhở. Thật ra mới để ý, khi mà đóng xuống nó sẽ không đóng một cách gọi là cục xúc, mà nó sẽ hạ từ từ sau đó. Ui, sợi nó bị tinh tế ấy, anh em. Đang nói đến đâu rồi nhỉ? Thật ra là còn nhiều cái để mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop này lắm. Những công nghệ bên trong nó này, những cái tính năng rất hay ho và thú vị. Ví dụ như là có một cái tính năng mà mình đã thử và mình đã nghiện luôn. Đấy là cái tính năng GlideX. Vâng, cái này nghe bí ẩn, mình sẽ làm một video khác nhé. Rồi, nhưng mà video này thật ra là lúc đầu mình định là đập hộp và đánh giá nhanh thôi. Nhưng mà vì nó quá hay ấy, cho nên là mình hơi bị bon mồm một tí, video nó hơi dài. Cho nên là sẽ hẹn anh em trong những cái dịp sau để chúng ta có được cơ hội để trải nghiệm những công nghệ cũng như là những cái sản phẩm thú vị khác đến từ Asus nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi, đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với anh em về chiếc laptop Asus ZenBook 14X OLED Space Edition, phiên bản kỷ niệm 25 năm ngày chiếc laptop Asus đầu tiên được tung lên vũ trụ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.